Nguyên đến em xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị và tất cả các bạn đang đến với chương trình Một trò chơi của sự tính toán, một trò chơi của sự may rủi và cũng như một trò chơi của sự văn hóa. Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đang đến với chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa đầu tiên. Chào mừng quý vị và tất cả mọi người đang đến với chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa đầu tiên. Và trước khi bắt đầu chương trình thì xin kính chúc tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và để khai trương cho chương trình ngày hôm nay thì 20 chiếc cặp sẽ được đem xuống sân khấu để mở màn cho chương trình ngày hôm nay. Nào, xin mời. Và để bắt đầu chương trình thì xin chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng chơi của Những Ngọc Thần Vàng. Và hiện tại ở trong vòng chơi này chúng ta chỉ còn lại 42 vị khán giả. Và máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để xem ai sẽ là người bước vào vòng chơi của chúng tôi. Và bây giờ xin mời vào máy. Và người chơi là con số thứ tự là 6. Xin mời bạn Lưu Trần Trọng Tín. Xin chúc mừng bạn, bạn đã trở thành người chơi may mắn vào vòng chơi ạ. Và cảm xúc của bạn như thế nào khi được bước vào vòng chơi cực kỳ đặc biệt này ạ? Mình cảm thấy rất là xúc động khi được chọn chơi trò chơi này. Vâng. Vậy thì bạn đã sẵn sàng cho sự may mắn của mình chưa? Ghê luôn. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay vào luôn vòng chơi của những Ngọc Thần Vàng mùa đầu tiên. Bây giờ là chọn một cái cặp à? Và chúng tôi sẽ giải thích luật chơi cho bạn như sau. Ở đây hiện hiện tại đang có 20 chiếc cặp tương đương với 20 mệnh giá khác nhau. Và trong đó giải thưởng cao nhất lên đến 1 triệu đồng Miraculous. Và xin mời bà bạn lựa chọn cho mình một chiếc cặp để lựa. Chọn số nào cũng được. Ngay số 1. Ok. Và vòng chơi đầu tiên của bạn Tín, bạn sẽ phải loại 5 cặp. Xin mời bạn chọn chiếc cặp đầu tiên để loại. Chọn cặp số 1 thì làm gì? Bạn loại 5 chiếc cặp đầu tiên ạ. Vừa rồi À, 5 bạn chiếc cặp chỉ chọn chiếc cặp để giữ. à? À, thế thì tiếp theo là cặp số 10. Xin mời cặp số 10. Và đó là xin chúc mừng bạn Tín.
3 Simmer. Cặp tiếp theo của bạn. Còn lại 4 cặp. Tiếp theo là cặp số 11 luôn. Cặp số 11. Đó là quyết định của bạn đi. $750 Miracle. Xin mừng. Và bạn còn lại 3 cặp. Cặp số 20. Và bạn đã quyết định chọn cặp số 20. Đó là 100 đồng Miro kia. Còn 2 cặp. Cặp số 7 luôn. Và bạn quyết định chọn cặp số 7. Đó là 250 đồng Miracle. Xin mừng. Còn lại một cặp. Chọn cặp số 6 luôn. Và bạn đã quyết định chọn cặp số 6. Wow. 200.000 đồng Miracle. Giật tức cho bạn đi. Và xin mời ngân hàng chào giá. Ok. Và ngân hàng ảo đã chào giá cho chiếc cặp số 1 của bạn thì đó là 17.467 đồng. Miraculous. Bạn quyết định chấp nhận hay không chấp nhận? Dễ quá, không chấp nhận. Bạn đã quyết định không chấp nhận. Vâng, xin mừng. Ba bạn còn bạn chỉ cần mở 4 chiếc cặp trong vòng này ạ. Mở 4 chiếc xin cặp bạn đi. Ok. Cặp số 3. Cặp số 3 đó là quyết định của bạn đi. Xin mời bạn đến. Bạn còn lại 3 chiếc cặp. Số 9. Xin mời số 9. $2.500 Miraculous. Xin chúc mừng bạn.
Còn lại hai cặp. cặp số 17. Và bạn quyết định chọn cặp số 17. Wow. 1.000 đồng một glass. Xin chúc mừng bạn. Còn lại hai cặp. Cặp số 2. Mà bạn đã quyết định chọn cặp số 2. Hai mươi lăm nghìn đồng Còn một cặp đúng không? mà bạn chỉ còn lại một cặp duy nhất. Trăm năm mươi nghìn đồng Miracle. Bạn tin cho cặp số 5 ạ? Và xin mời ngân hàng cho là alo. Và đến thời điểm hiện tại, ngân hàng đã cho giá cho bạn tín đó là 179.585 đồng Miracle. Bạn có thể chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Vâng. Vâng, và bạn tin đã quyết định không chấp nhận. Mà bạn mở ba cặp. Cặp số 15. Bạn đã quyết định chọn cặp số 15. Vâng. Wow. 50 đồng Miraculous. Xin mừng. Còn hai cặp. Cặp số 4. Bắt một cặp số 4. Vâng. Trăm nghìn đồng Miracle.
còn một cặp. Cặp số 8. Bạn đã chọn cặp số 8. Ôi. 1 triệu đồng Miracle. Và đằng tiếp cho bạn đến. Và bây giờ sẽ là một ngân hàng chào giá. Mà bạn đã quyết định chân đấy. Bạn đã quyết định chấp nhận như này rồi thì bạn muốn biết bên trong cặp số 1 của bạn là bao nhiêu tiền không ạ? Có. Và bạn đối với nó như này, cặp số 1 mà bạn nhìn chọn hơn kém so với giá mà bạn đã chấp nhận, và nó là hơn 9.000, bởi vì trong cặp số 1 đó là 50.000 đồng euro cơ đó. Dân tộc đến đây đã là kết thúc. Và chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đang cùng đồng hành. Chúng tôi xin chúc cho quý vị. Chúng tôi xin chúc cho quý vị.